Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. À. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 19 tháng 12 năm 2020. Thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến nhiều những mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú, anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển và khi cô chú ý chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ à. Với cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho cả 3 vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị và các bạn cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở Lan rừng em đang có ạ. đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là lô trầm tím hàng rừng cô chú anh chị nhé trầm tím hàng rừng phải nói năm nay là cực kỳ là khan hiếm hàng luôn cô chú anh chị ạ trầm tím hàng rừng thời điểm tuyệt đẹp để cô chú anh chị có thể ghép ngắm hoa cũng như là làm giống hàng trầm rừng cô chú anh chị nhé năm nay hàng rất là hiếm luôn ạ à, hàng này thì em bên em đã chọn lựa và cắt tỉa cô chú anh chị nhé đã cắt tỉa bớt đã và cũng đã chọn lựa hàng đẹp tuy nhiên thì đã là hàng rừng thì nó cũng sẽ không thể tránh khỏi một số cây có thể bị gãy cái đầu ngọn một xíu như thế này này cô chú anh chị này đó hết lô này thì không biết là đến khi nào mới có hàng về em phải nói thật là như thế trầm tím hàng rừng em xin phép được bán với giá là 850.000 cho 1 kg. Nói chung là khan hàng thế nhưng mà cái giá thì so với năm ngoái thì em cũng thấy là nó cũng chưa hề có uh, có có tăng giá là bao nhiêu, gần như là cũng chỉ bằng giá năm ngoái thôi. Và bên này đây là cái lô hoàng thảo kèn. Thực sự cái lô hoàng thảo kèn này nếu như cô chú anh chị mà đam mê kèn mà muốn chơi kèn thì uh, nếu như không siêu tầm được cái lô này thì thực sự là một điều rất là đáng tiếc luôn cô chú anh chị ạ. Đây ạ, cô chú anh chị nhìn này, hàng hiện tại đang bắt đầu là một số cây đã nhú nụ như thế này nhá. Đây, cô chú anh chị nhìn này, từ những cái mắt đốt rất là sát gốc như thế này, len tít dài như vậy. Uh, toàn là những cái mắt nụ thôi cô chú anh chị ạ, hoa của kèn thì rất là say hoa như thế này cô chú anh chị nhé, mà sắc thì quá là tuyệt vời luôn đúng không ạ, lô kèn này thân mập nú và rất là khỏe luôn ạ, hàng 100% thân hoa cực kỳ là đẹp hiếm khi nào có lô kèn đẹp đến như vậy nhé, em bán hoàng thảo kèn này với giá là 700 000 cho 1 kg, em nói thêm là uh, nó cũng sẽ đa số là hàng thân rất là mập, nói chung là lô hàng thân căng khỏe mập, một số cây thì đã nhú nụ rồi đó như đẹp vừa mới nứt nụ ra như thế này đó thì một số cây thì nó vẫn chưa có nứt nụ cô chú anh chị nhé nhưng cô chú anh chị mình cứ yên tâm là về vài hôm nữa là nó sẽ bắt đầu là nứt nụ đều tam tắt cho cô chú anh chị mình đấy hoa sẽ nở hoa vào thời điểm tết 700.000 à, 700.000 trong 1 kg hàng thảo kèn tuyệt đẹp luôn nhé và bên này là hoàng thảo ý ngọc Cô chú chị thấy là thân của nó thì cũng rất là giống với cả hoàng thảo kèn Khuôn bông hoa cũng gần giống kèn Tuy nhiên là cái sắc hoa của nó màu trắng ạ Ý ngọc em bán với giá là 160.000 trong 1kg hào dòng này Hoa màu trắng và họng tím cũng rất là xinh ạ Và đặc biệt cũng rất là xoay hoa Và bên này là kiều vàng kiều vàng cô chú anh chị có thể thấy là hàng cũng rất là xanh đã cắt tỉa kỹ và hiện tại một số cây cũng đang bắt đầu là sưng mắt nụ rồi cô chú anh chị này sưng mắt nụ rất lớn rồi em bán kiều vàng này với giá 160.000 cho 1 kg tiếp theo bên này đây là dòng long tu xuân long tu xuân ở những nơi ấm áp cũng có thể nở hoa thời điểm tết nhé hàng thì thân rất là mập khỏe kể cả những cái thân ngắn thì cũng rất là mập mạp khỏe mạnh luôn bây giờ là cái thời điểm mà nhà vườn cho vào vườn quá nhiều luôn nên cái giá thành hiện tại là đang bị đẩy lên nhé các chính chị em bán với giá là 220.000 cho một kg thôi ạ đó thì em bán từ cái lúc mà giá nó của nó là 200 mấy phiên trước thì em bán 200 Tuy nhiên thì cái lô hàng này hiện tại hàng hôm nay về là giá nó đã lên nên là em sẽ bán 220.000 cho một kg của chính chị nhé hàng khô ráo rất là khỏe và đẹp và bên này là em có dòng vẩy rồng Cái thân lá cũng rất là to Bản lá to bự và thân cũng thế này Giả hành rất là khỏe khoắn To mập khỏe luôn Bây giờ em bán là 120.000 cho 1 kg hoàng thảo vẩy rồng nhé Xanh rất là đẹp ạ à. Và bên này là hoàng thảo hoàng lạp Hoàng lạp này em sẽ bán thanh lý ạ à. Hoàng lạp này thì cô chú anh chị nhìn cho em là hàng ít thân lá Cô chú anh chị nhé Đây này Ít thân lá nhưng đảm bảo cây giống và một mùa vẫn đảm bảo mùa hoa tuyệt vời cho cô chú anh chị ạ. À. Em bán với giá là 70.000 cho 1 kg thôi. Đó, 70 000 trong 1 kg hoàng thảo hoàng lạc. Và bên này đây là dòng đùi gà của vùng Tây Bắc nhá quý chị. Một vùng miền được đánh giá là vùng miền có mắt nhung đen, đẹp tuyệt vời luôn. Đó, thân khỏe khoắn và căng mướt như thế này, hiện đang bắt đầu xuống lá. Những cái thân như thế này này là những cái sẽ là những cái thân uh, sẽ cho hoa trong cái năm nay nhé nếu thung thân dụng lá như thế này đấy ạ. Đó đây ạ. À, đùi gà vùng Tây Bắc em xin phép được bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Và bên này là dòng long tu đá này Long tu đá cũng thân căng mướt như vậy này Nói chung là thân thòng mùa này là thời điểm ghép tuyệt vời nhất trong năm đấy ạ Với giá em bán 120.000 cho 1kg Và bên này đây là dòng lan hoàng phi hạc nhé của chúng chị nhé Đây, hàng cũng đang bắt ở xuống lá và thân căng cực kỳ là khỏe đẹp luôn Hoàng phi hạc 130.000 cho 1kg ạ Rồi tiếp theo bên này đây là hoàng thảo trúc mảnh Lô trúc mảnh cực xinh luôn hoa trúc mảnh thì rất là rực rỡ rồi. Em bán 240 000 cho 1 kg hoàng thảo trúc mảnh và cô chú anh chị mình cũng có thể sưu tầm theo bó. Đây, một bó như thế này. Đủ cô chú anh chị làm một giò to đẹp luôn nhé cây dài thì nó sẽ được ít hơn. 50 000 cho một bó thôi, đủ cô chú anh chị làm một giò trúc mảnh để ngắm hoa xuân luôn ạ. À. Hoàng thảo tam bảo sắc nhé Hai 160 000 cho 1 kg thôi và một bó to uỳnh như thế này, đủ cô chú anh chị làm một giò đẹp. Với giá em cũng bán với giá là 50 000 cho một bó, hàng thời điểm bây giờ xuống hết lá rồi. Và bên này là em có dòng hạc vĩ Hạc vĩ thời điểm bây giờ khô đáo Nói chung là cô chú anh chị nào mà không chơi lan quen Thì sẽ nghĩ rằng cây này không thể sống được Tuy nhiên cái hàng này hoàn toàn khỏe khoắn và sống bình thường Mà cô chú anh chị mua thì quá lợi cân luôn nhé Hạc vĩ ạ, à, với giá em bán là 130.000 trong kg Cái lô hạc vĩ này chắc chỉ uh, chắc chỉ khoảng tầm 2 cân đổ lại chứ mấy Rất nhiều luôn ạ à. Bên này là dòng lan hải yến Dòng lan Hải Yến nhé cô chú anh chị nhé Với hoa sắc tím Huế ngọt ngào rất là tuyệt vời à, Hải Yến em bán với giá là 140.000 cho 1kg Hoặc cô chú anh chị mình có thể lấy theo bó Một bó khoảng tầm 5, tám 6 cho đến 8 đầu ngọn Tùy cây to to nhỏ nhá 40.000 cho một bó ạ Và bên này dòng lan Kim Điệp Xuân cũng đã xuống hết lá rồi Hàng thì cô chú anh chị mua quá là lợi cân luôn Những nơi ấm áp có thể nở hoa thời điểm Tết Cô chú anh chị nhìn như cây như thế này Mua thì cực lợi cân ạ, 140.000 trong 1 kg kim điệp xuân nhá. Ở đây thì em có một cái lô hoàng thảo à dáng hương tam bảo sắc ạ. Lô dáng hương tam bảo sắc này. Lô này đủ cô chú anh chị làm một giò đẹp đúng không ạ? 50.000 cho lô dáng hương tam bảo sắc này và một lô cáo em bán thanh lý. Hàng này thì uh, nói chung là hơi héo cô chú anh chị nhá. Về cô chú anh chị uh, Phôn phun tưới ẩm để lá căng lại rồi sau đó cô chú anh chị mình ghép giúp em. Cái lô cáo này thì em sẽ bán với giá là 80.000 cho lô cáo này, rất nhiều cây luôn. Và bên này thì em có ba lô hoàng thảo u lồi ba lô hoàng thảo u lồi này hàng này thì vẫn có những cái thân hoa để cô chú anh chị mình chơi hoa đây này nó đây gọi là lô số 1 ạ à. à, lô số 2 thì hàng cây ngắn hơn cô chú anh chị nhé đảm bảo cây giống mỗi lô số 3 này thì cây dài hơn đấy nói chung là hàng này thì vẫn có những cái thân mà cô chú anh chị có thể ngắm hoa à, làm giống em bán 60 000 cho một lô hoàng thảo u lồi này bình thường giá của nó là 200 000 cho một kg nhé cô chú anh chị nhé còn bên này là ngọc thạch ba màu này ngọc thạch ba màu hàng bắc ạ à. Ngọc Thạch ba màu hàng Bắc Thôi em sẽ bán hai lô đi chia hai lô đi mỗi lô đủ cô chú anh chị là một giò to đẹp luôn đây đây mỗi một lô như vậy em bán với giá là 80.000 mươi cho một lô đó đủ cô chú anh chị là một giò to đẹp và bên này là một cái phần hoàng thảo hương vani hoa màu vàng hương thơm ngọt ngào mùi hương vani quyến rũ 50.000 cho 50.000 à 50.000 cho lô hoàng thảo hương vani này và tiếp theo bên này đây là dòng lan Cát Lai A. Cát Lai A dòng lan đang nụ và mỗi một chậu như vậy thì sẽ có rất nhiều giả hành. Hiện tại một cây như thế này đang chuẩn bị hé hé nụ này của chú anh chị này. Hoa rất là thơm nhá. Hàng cát này là cát mini, nói là cát mini. Nhưng mà khi mà sổ hoa thì bông hoa của nó cũng không có hề có nhẻ, có nhỏ đâu ạ. Cái độ to của hoa thì cũng có thể lên từ 4 đến 5 cm Dễ thuần, dễ chăm Hoa thì thơm và rất là bền Sẽ cho cô chú anh chị mình cho hoa quanh năm và rất là siêng hoa luôn nhá Đây là ví dụ như cây này nó đang nụ này Thì cái mầm con này lên một dạo nữa là bắt đầu nó lại cho hoa này Một chậu xung xuê như thế này Và hoa cánh hồng Giáng sinh rất là tuyệt vời Cô chú anh chị nhìn cái bông hoa chuẩn bị hè hế nở Thì cô chú anh chị biết cái sắc đẹp của nó rồi đúng không ạ Đây ạ Đó Hoa cực đẹp luôn cô chú anh chị nhá Em bán một chậu nhiều thân rất là to đẹp như thế này Với giá chỉ 130.000 cho một chậu thôi Và em phải nói là cái hàng này này Hàng này thì như năm ngoái hoặc là một dạo trước đây ấy, thì em được bán là cái giá của nó trước đây là em không hề dám nhập luôn. À, giá của nó lên đến 178 cho một chậu mà không được nhiều thân như thế này đâu. Đấy, thời điểm bây giờ thì hàng giá nó xuống em mới dám nhập để em bán đấy ạ. Có 130.000 cho một chậu. Hàng đang nụ cực đẹp như thế này luôn cô chú anh chị nhá. Quá đẹp luôn một chậu. Chậu nào chậu đấy thì rất là to. Nói chung lô hàng về không có một điều gì phải phản nàn luôn. Chậu to có 130.000 cho một chậu hàng đang nụ tất cả đều hàng đang nụ như thế này dòng lan cắt này ạ à. rồi tiếp theo bên này đây em có dòng trầm tím rừng thuần trong chậu nhá một chậu sẽ có từ hai thân trở lên nói chung là hàng hôm nay thì đa số là nhiều thân cô chú anh chị này thân nó hơi nhỏ hơi ngắn không phải nhỏ mà hơi ngắn nhá rất là nù em bán 100.000 trong một chậu trầm tím như thế này cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu em sẽ để với giá là ba 3... 95.000 cho một chậu và hiện tại thì em còn có đây Dòng lan đen đô xuân nhé Đen đô xuân hàng hôm nay Hàng hôm nay thì em sẽ bán với giá là 75.000 cho một chậu đen đô xuân Nó rơi vào khoảng tầm 2-3 thân hoa à, Nói chung là thân hoa của nó thì không có lớn lắm Nhưng mà nó rất là mập ạ à. à, Rất là mập nhé cô chú anh chị à, Đây em còn có một củ thiên nga Màu nâu đỏ duy nhất Giả hành cực kỳ là to luôn cô chú anh chị này Rất là to luôn nhé à, To gần bằng cái cổ tay của em luôn Một chậu duy nhất Dụng lá đã dụng hết lá của chú anh chị nhé dòng này phải dụng hết lá thì mới cho hoa đi ạ cây khỏe khoắn đẹp ạ em bán cái chậu này duy nhất bình thường em bán 108 chậu hôm nay thì nhìn không có lá nhưng mà đảm bảo là cây giống bình thường em bán cái chậu này bình thường 180 đúng không ạ hôm nay em để giá cây này duy nhất này 150 nghìn đó 150 nghìn cho chú anh chị nhé bên này đây sẽ là những cái cốc giả hạc di linh xuân siêu nù luôn giả hạc Di Linh Xuân nhé Dòng hàng phi điệp tím nở hoa vào thời điểm Tết ạ à. Mỗi một chậu như thế này sẽ rơi vào khoảng tầm 12cm trở lên cho đến 15cm Nói chung là 15cm trở lên Đấy. Những cái thân nào rất là mập như thế này nó có phần hơi ngắn một chút xíu của chúng chị ạ à. Thế nhưng mà rất là mập đúng không ạ? Quá là đẹp luôn Hàng này không chỉ nở hoa đặc biệt vào thời điểm Tết mà còn rất là đẹp từ cái thân lá đến mặt hoa nhé 100... à đâu em chỉ bán 80.000 cho một chậu giả hạc Di Linh Xuân này thôi ạ à. 80.000 cho một chậu giả di linh xuân thôi nhé Và bên này là những cái chậu đai trâu Những cái chậu đai trâu này thì Em còn có những cái cây nó lỗi lá nhẹ này. Những cây lỗi lá nhẹ Thì nó có nụ và những cây mà không lỗi lá Thì hàng hôm nay lại không còn nụ Đó, cây cũng từ ba cặp lá trở lên Rất là xinh cơ Bình thường em bán với giá là 130.000 Thì hàng hôm nay thì hiện tại Em chưa thấy là chưa cây chưa có nụ Cô chú anh chị nhé Cây chưa có nụ nên là hàng hôm nay em sẽ để với giá chỉ còn có 110.000 Tức là em sẽ bán xả cây đẹp chưa có nụ thôi Chỉ tội là chưa có nụ thôi Đấy, em sẽ bán với giá là 110.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé Đó, không biết là dạo nữa thì về cô chú anh chị có thấy là nó nứt nụ không Thời điểm bây giờ là em chưa thấy có nụ Một số chậu có nụ thì nó lại hơi có lỗi lá một tí đó. Nên giá em bán chỉ là 110 000 cho một chậu nhé cô chú anh chị nhé Em có ba màu sắc để mà cô chú anh chị có thể lựa chọn đây này. Khỏe đẹp không cô chú anh chị? Rất là xinh đúng không ạ? Em bán với giá là à và ở đây em có các màu sắc đó là màu cam, màu hồng, màu bò sữa và màu tím đốm ạ. Đó, cô chú anh chị nhìn này, cây to, đẹp nhá. Mỗi tội là hiện tại em chưa thấy là nó nứt nụ thôi. Rồi tiếp theo bên này đây. Là em có những cái chậu Dòng chậu điện lan để cô chú anh chị mình chơi hoa Tết ạ. À. Điện lan này có tên là Hồng Tửu Nhân Tình. Cô chú anh chị mình có thể nhìn những cái nụ của nó rất là khỏe khoắn. Và hiện tại thì nụ của nó đã có nổi lên cái sắc là hồng đỏ rồi cô chú anh chị này. Rất là khỏe luôn nhé cô chú anh chị. Một chậu lan Hồng Tửu Nhân Tình như thế này. Thì nó sẽ có ít nhất là ba ngồng hoa. Ít nhất 3 ngồng hoa rất là khỏe. Những cái giả hành của nó cô chú anh chị này khỏe khoắn cực kỳ luôn Em bán một chậu hồng tửu như vậy với giá chỉ 260.000 cho một chậu thôi Độ bền của hoa này sẽ từ nửa tháng rưỡi cho đến 2 tháng trở lên nhé Và là một dòng lan dễ thuần dễ chăm Và cái sắc đẹp của nó thì đây các chú anh chị mình có thể cùng ngắm cho em cái mặt hoa của hồng tửu này Đây là mặt hoa mà nhà vườn người ta gửi Nhưng mà không biết là khi cái lô hàng này sổ nó có được đỏ đậm đẹp như thế này không Nhưng em nghĩ rằng với cái tên rất là đẹp và ngọt ngào như vậy Thì chắc chắn là cái sắc hoa của nó cũng sẽ, uh, sẽ, sẽ rất là tuyệt vời ạ thì sang bên này đây là cái dòng uh, cũng là dòng địa lan để cô chú anh chị mình chơi hoa tết đó là cái dòng địa lan uh, dòng địa lan cọp đỏ cô chú anh chị nhé dòng địa lan cọp đỏ thì uh, như năm ngoái thì khi mà em mua ấy, uh, thì uh, có một vài chậu là nó bị gãy ngồng hoa nên em để vào trong vườn và năm nay thì nó sổ cái mặt hoa đỏ đậm rất là đẹp như thế này. Tuy nhiên thì năm nay lô hàng về lô hàng này về ấy, thì em thấy là có một cây nở sớm đặc biệt sớm hơn. thì với cái sắc hoa cánh như thế này và lưỡi đốm cũng rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. đó bông hoa to nhá và cũng rất là bền hoa. Điện cũng rất là đẹp luôn cô chú anh chị này và một chậu như thế này thì nó cũng sẽ rơi vào ít nhất là ba ngồng hoa và thân lá thì cực kỳ là khỏe mạnh luôn cô chú anh chị nhé thân thì rất là khỏe luôn nụ cũng cực khỏe này đó sẽ không có hiện tượng là nó sẽ bị bị trột nụ nhá em bán một chậu như vậy một chậu địa lan cọc đỏ như thế này cũng với giá là 160.000 cho à đâu 260.000 cho một chậu địa lan cọc đỏ nhé cô chú anh chị nhé rồi tiếp theo bên này đây là em có dòng lan để cô chú anh chị mình chơi hoa Tết. Đó chính là giả hạt hồng ngọc đây ạ. Cô chú anh chị cùng ngắm cho em cái mặt hoa của dòng giả hạt hồng ngọc đây nhá. Với cái sắc hoa hồng ngọc đậm, tím hồng ngọc đậm đà rất là tuyệt vời như thế này này cô chú anh chị. Ngắm bên ngoài nó còn đẹp long lanh hơn rất nhiều nhá. Đó, quá là tuyệt vời đúng không ạ? Và dòng giả hạc hồng ngọc này thì đây là cái dòng hàng ươm ki nhé cô chú anh chị Ươm ki nên sẽ rất là chuẩn mặt hoa Hiện tại thì hàng đang bắt đầu là xuống lá Nên cô chú anh chị nhìn thấy rất nhiều lá vàng Xuống lá để cô chú anh chị mình sẽ chờ hoa Tết nhé Và những cái chậu giả hạc hồng ngọc này thì em có đã gắn hình và bán theo cái giá này Em có cái hình số 1 ạ Một chậu hồng ngọc ba thân rất là đẹp luôn như thế này với giá em bán là 280.000 và ba thân này thì mỗi một thân đều phải dài trên 60 cm cô chú anh chị nhé Rất là mập và khỏe luôn ạ. À. Đây ạ. Chậu tiếp theo là chậu số 2. Chậu số 2 cũng cực kỳ là xuất sắc luôn, ba thân dài cực đẹp luôn, thân quá khỏe đẹp ạ. À. Chậu số 2 cũng 280.000 ạ. À. Và chậu số 3 này cô chú anh chị này, Chậu số 3 này là chậu 4 thân, em bán 280 000 nghìn đó. 280 000 nghìn cô chú anh chị sở hữu cho một mình một cái mặt hoa quá đẹp đúng không ạ? Và về mình cô chú anh chị mình chơi hoa xong rồi có thể à, cắt ươm ki để làm giống. Đây cô chú anh chị nhìn này. Ừ, nhà vườn người ta không để một cái mắt ngủ nào thừa luôn đúng không ạ? Đó. Người ta cắt để mà ươm ki hết nhé cô chú anh chị. Tất cả những cái hàng này đều ươm ki hết ạ. À, rồi ạ, tiếp theo là hình số 4 với giá em bán là 280 000 nghìn Hình số 5 280.000 quá đẹp Mỗi thân dài miên man trên 1 mét của chú anh chị nhé Thêm hai thân ngắn hơn nhưng mà cũng cả chậu này dáng vẻ rất là tuyệt luôn 250.000 cho chậu này ạ à. Hình tiếp theo là hình số 6 ạ à. 6 này 4 thân Em bán 280.000 Và số 7 Hình số 7 ạ à. Hình số 7 này em bán 250.000 Chậu này 3 thân Và chậu số 8 Em bán là 280 000 cho chậu này. Chậu này là bốn thân ngắn dài nhé các anh chị. Và chậu số 9. Chậu số 9 này em cũng bán 280 000 ạ. À. Một số thân đang dụng gần hết lá rồi. Và chậu số 10. Với giá cũng 280 000 cực nhiều thân luôn. Đó. Và chậu số 11, duy nhất một chậu trầm trắng thôi chậu trầm trắng hai thân hàng ươm kia cô chú anh chị nhé cho cô chú anh chị nào yêu thích cái màu trắng thanh khiết ngọt ngào à, và hoa thì cực thơm luôn rồi đây cái này hình như là đang bắt đầu sưng nụ rồi à hay dụng lá và chuẩn bị sưng nụ rồi này chậu này hoa này có thể nở hoa vào thời điểm tết hoặc đầu xuân nhé với giá em bán là 180.000 tám cho chậu này đấy ạ rồi tiếp theo bên này đây là dòng giả hạc giả hạc à, hoa oai nhé cô chú anh chị hoa oai ạ cô chú anh chị nào mà đã được một lần thưởng thức những cái bông hoa này em uh, lần đầu tiên em được thưởng thức uh, cái mặt cái mùi hương của hoa oai thì thực sự là quá là ấn tượng luôn bởi vì cái mùi hương của nó rất là thơm luôn cô chú anh chị nào mà chơi hoa quen rồi thì chắc chắn chắc hẳn là không 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 uh, lạ gì cái dòng giả hạt hoa oai hoa nở tết hương thì cực thơm chỉ cần một hai bông nở thôi là thơm nước mũi luôn ạ à. uh, em có cái chậu số 12 hai với giá 240.000 cho chậu này ba thân nhá. Nói chung là hả giá, giá giá Hawaii là giá không hề rẻ đâu như năm ngoái là em bán những cái chậu như thế này là cũng phải tầm 3 400 trở lên hết ạ. Chậu này này, chậu số 13 rất nhiều thân đúng không ạ? Như chậu này năm ngoái phải rơi vào 400. Thì hiện tại em chỉ bán 220 thôi cô chú anh chị này. Chậu này chỉ 220 nhá, 4 thân. 4 thân đấy ạ. Đó, thì năm nay chắc là năm nay thì nói chung là tất cả những cái hàng này nó đều xuống rất là nhiều. Hình tiếp theo là hình số 14 em bán 200 000 Hình số 15, 240.000, 15, 240.000 ạ, à. và 16, 220.000 này, 220.000 thôi, cô chú anh chị sở hữu một giò giả hạc Hawaii thơm nước mũi nhé, hoa có thể nở vào, hoa sẽ nở, thường là sẽ nở vào thời điểm Tết ạ. À. Chậu này, Hawaii này, hình số 17, 220 hình số 18 cũng 220 ba thân rất là đẹp à, bên này sẽ là những cái giò hạc vĩ thiên cung lựu bố đây cũng là hàng chuẩn ươm kỳ ạ à. chuẩn ươm kỳ cô chú anh chị nhé và đã là hạc vĩ thiên cung lựu bố thì cô chú anh chị biết rằng là thiên cung lựu bố thì hoa của nó cực kỳ là đậm đà luôn và chỉ có hàng ươm kỳ thôi ạ cô chú anh chị mình cùng ngắm cho em cái mặt hoa của dòng hạc vĩ thiên cung lựu bố đây ạ Nói chung là chưa bao giờ hết hot luôn đúng không ạ? Chưa bao giờ hết hot luôn cái mặt hoa của nó Tím hồng rất là đẹp luôn Hàng Vĩ Thiên Cung Lựa Bố Hàng chuẩn ươm ti, chuẩn mặt hoa của chính chị nhé Em bán hình số 19 với giá là 160.000 cho hình số 19 này 160.000 cho hình số 19 ạ hình Tiếp theo hình số 20 Hình số 20, 180.000 cho hình số 20 Đó, có 180.000 thôi ạ Và hình số 21 này 180.000 cho hình 21 ạ Hình số 22 chỉ có 160.000 cho hạc vĩ thiên cung 22 Rất nhiều thân luôn Dụng lá nên cô chú anh chị nhìn thấy có vẻ ít đúng không ạ hình Tiếp theo hình 23 là 160.000 cho hình số 23 23 160.000 Và hình tiếp theo là hình số 24 ạ 180.000 cho hình số 24 Và hình số 25 Hình số 25 em bán là 180.000 Rất nhiều thân luôn hình Số tiền không có lớn những cái giò như thế này như năm ngoái là mỗi một thân như những năm trước là mỗi một thân như thế này thôi cũng đã trên 100.000 rồi và hiện tại thì một giò như thế này nó chỉ rơi vào có trên uh, bao nhiêu nhỉ đó một cả một giò giả hạc uh, hạt vĩ thiên cung lựa bố đẹp như thế này hơn có 180 trăm tám hai trăm nghìn thì thực sự là cái giá của nó rất là nhẹ nhàng Thì cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình một mặt bông đẹp ạ uh, ngoài ra thì uh, đây ạ em còn có dòng hồ điệp này hồ điệp lá biên nhá hàng này thì uh, nó bị gãy ngồng hoa đấy ạ như cây này này Bị dập lá này Hoặc là bị gãy ngồng hoa à, Hàng bình thường em bán là 90.000 cho một chậu Đây Nó sẽ bị gãy một ngồng hoa Có hai ngồng hoa thì sẽ bị gãy một ngồng hoa Nên là cái hàng hôm nay Hàng gãy một ngồng hoa như thế này Em sẽ để với giá Hàng này Hàng này thì hôm nay em sẽ để với giá là 60.000 cho một chậu nhé. 60 000 cho một chậu ờ, cái hồ điệp lá biên hay là hồ điệp lá phát tài ạ. À? Ở đây thì em còn có duy nhất một chậu này hàng đẹp thôi ạ. À. ạ. À đây còn hai chậu hàng đẹp à không, chậu này cũng vỡ lá. Hai ngồng hoa. Vỡ lá. Đấy, đều đồng giá với giá là 60 000 cho một chậu hết đi. Và em còn có những cái chậu hồ điệp này rất là xinh luôn ạ. À. rất xinh luôn, đang nụ nhá. Em bán với giá là với sắc hoa tím hồng rất là đẹp ạ. À. Em bán với giá là 60 000 cho một chậu. 60 000 cho một chậu. Cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu thì em sẽ để với giá là cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu nhá. Em sẽ để với giá còn có bao nhiêu nhỉ? 55 000 cho một chậu thôi. Đó, và dòng hồ điệp lá biên hay người ta còn gọi là hồ điệp lá phát tài. Dòng này thì riêng ngắm ngắm lá không thì đã rất là mê rồi. Ngắm lá không đã mê rồi cô chú anh chị nhé chứ nói đến ngắm hoa. Đấy, dòng hàng tượng trưng cho tài lộc nói chung là về cô chú anh chị à, còn một ngồng hoa thì cô chú anh chị có thể ngắm hoa xong rồi cô chú anh chị làm giống nhé ngoài ra thì em còn có thêm rất là nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan ạ à. chế phẩm và vật tư dành dành cho hoa lan em có hình hùng nguyễn với giá 25 000 cho một lọ này 50 000 cho một cặp này rồi là b 1 thái với giá là 40 000 cho một lọ nhé à, keo liền da mỹ tiến với giá là 40 000 cho một lọ keo liền da sẹo đen với giá là 50 000 cho một lọ B1 Thái là 40.000 cho B12 chứ phải giải độc cho cây với giá là 20.000 cho 30.000 cho một lọ ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát và phân bón phân bón lá dành cho các giai đoạn phát triển của cây đồng giá em bán là 30.000 cho một lọ à, em có thêm dòng cát tan đặc trị thối nhũn ạ với giá là 30.000 cho một uh, 35.000 cho một lọ cát tan và cái kim kim boom, kim kim boom đặc trị thu nhũn với giá em bán là 30.000 cho một à uh, uh, 25.000 cho một uh, một một gói như như vậy ạ. Và cái này là cái um, gói phân bón túi lọc ạ một hộp phân bón túi lọc này có 25 túi lọc bên trong, à 20 túi lọc bên trong, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng trong mọi giai đoạn phát triển và đồng thời kích thích ra rễ cực mạnh luôn. Với giá em bán là 35 000 cho một cái hộp như vậy. Bả sen với giá là 20 000 cho một gói. Và cây buộc lan 35 000 cho một cuộn. Dây thít ạ, à, bọc dây thít rất là nhiều luôn, em bán với giá 65.000 cho một 60.000 cho một cuộn như vậy. Duy đỏ với giá là 60.000 cho một ống duy xanh 50 000 cho một ống. Và cái super à không. Dưỡng chất AB nhá, 85.000 cho một lọ. Dưỡng chất AB Ngọc Linh với giá là 75.000 cho một lọ. Và cái thuốc trị rệp và các loại sâu gây hại với giá là 20.000 cho một gói. Hùng Nguyễn với giá là 20.000. À đâu? Cái cái uh, atonic ạ. À. 10.000 cho một gói atonic và em có thêm vỏ thông phân dê và than 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 gỗ của vùng Cao Bằng than gỗ nghiến á, với giá 2.000 cho 1 kg và rêu rừng 50 000 cho 1 kg. Đặc biệt là em có cái sản phẩm là tinh dầu hồi, vẫn còn sản phẩm tinh dầu hồi nhá. À, một lọ có thể tích là 10 ml có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt. Em bán đồng giá là 40.000 cho một lọ có rất nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời. Em vừa giới thiệu đến cô chú chị những cái mặt hàng hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú chị đã theo dõi clip bên cơ sở Lan rừng nhà em. Xin phép dừng